Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kênh Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Gian XTC 800, trang bị cấu hình cực cao là cấu hình DOG, phanh dầu Shimano, cặp vành Mavic. Và bây giờ em sẽ vào quay chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Khung nhôm da NTC, nước sơn trắng nguyên bản. Chiếc xe còn rất là mới các bác nhé, chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng, cộng với cả là xe bãi không thể tránh khỏi. Về tổng thể chiếc xe thì còn rất là đẹp. Bộ tay bấm DOG, phanh dầu Shimano, khóa giảm tốc hành trình trên tay, lốp 27 inch, Mayer Shimano, vành Mavic là một vành hàng hiệu của Pháp. Đuôi trục rỗng, bộ chuyển động DOG, bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 58 cm. Và chiếc xe sẽ phù hợp với các bác từ khoảng 1m64-65 đến 1m74-75 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Lít 10 cầm 3 tiền đĩa cho 30 tốc độ. Và chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 9,9 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng ấn chuông để nhận được những cái thông báo mới về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.